Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin huyện Tân Châu của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có nhiều nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2023. Tân Châu tổ chức sàn giao dịch việc làm. Tân Châu phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Ông Võ Hồng Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Châu vừa chủ trì hội nghị giao ban tháng 9 và sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban Nhân dân huyện. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, tổng thu ngân sách tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2023 đạt trên 74% so với dự toán. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay đã tổ chức lễ công bố công nhận hai xã Tân Phú và Tân Hưng. Xã Tân Hội và Tân Hà đang tập trung thực hiện các tiêu chí để phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đến ngày 31 tháng 8, huyện đã phân khai trên 92% kế hoạch vốn năm 2023. Giá trị giải ngân đạt trên 69%. Các mục tiêu văn hóa xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện. Công tác thông tin tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 86%. Các hoạt động tư pháp hòa giải cơ sở, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Hội nghị cũng thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu tổ chức sàn giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn xã Thành Đông. Sàn giao dịch việc làm với sự tham gia của các công ty doanh nghiệp trong và ngoài huyện như công ty trách nhiệm hữu hạn Bloody Days Fashion, công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Hưng, công ty cổ phần cung ứng nhân lực Mekong, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện các công ty doanh nghiệp tuyển dụng để giới thiệu tư vấn cho người lao động có nhu cầu về việc làm, về các quyền lợi, yêu cầu, các chương trình làm việc và mức lương cơ bản với nhiều ngành nghề như cơ khí, điện tử, thương mại dịch vụ, công nghiệp chế biến gỗ, thực phẩm, nông nghiệp, thủy sản, may công nghiệp, xây dựng, trang trí nội thất. Thời gian qua, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Tân Châu đã phát huy tốt vai trò là một kênh thông tin, tuyên truyền quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Hiện nay trên địa bàn huyện Tân Châu có một đài truyền thanh cấp huyện và 12 đài truyền thanh cấp xã với 220 trạm truyền thanh. Hệ thống truyền thanh trên địa bàn huyện đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phản ánh gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thị trấn Tân Châu vừa tổ chức hội nghị xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2024. Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thị trấn Tân Châu, tổng nguồn trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn thị trấn là 405 công dân. Qua xét duyệt, thị trấn có 195 công dân đủ điều kiện điều động sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Số công dân được hoãn gọi nhập ngũ vì học vấn là 95 công dân, hoãn vì sức khỏe là 94 công dân. Còn lại là được hoãn miễn gọi nhập ngũ vì các lý do khác. Như vậy đến nay, các xã thị trấn của huyện Tân Châu đã hoàn thành việc tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2024. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Châu vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác giảm nghèo năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có trên 150 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững của các xã, thị trấn. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu đã được triển khai các nội dung như chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, triển khai một số chính sách cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông dân, lâm nghiệp có mức sống trung bình, hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh. Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở nâng cao năng lực, vận dụng những kiến thức đã được tập huấn vào công tác giảm nghèo, qua đó triển khai có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn huyện. Quý khán giả thân mến, bản tin huyện Tân Châu kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.